Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Tình hình mưa lũ ở Trung Quốc hiện vẫn căng như dây đàn khi vào rạng sáng ngày hôm nay, tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo uy tín nhất của Trung Quốc, đã đưa tin vào lúc 23 giờ ngày hôm qua, một trận mưa to đến rất to kèm theo dông, lốc và sấm sét đùng đùng đang đoàn kéo đến quần thảo 6 tỉnh hạ lưu sông Dương Tử và đập Tam Hiệp, khiến cho mực nước tại những con đê ở đây tăng cao đột biến và nhiều khả năng sẽ xảy ra lũ ống, lũ quét trong đêm ngày hôm nay. Hiện tình hình đang rất nguy hiểm và nếu như những cơn mưa không chịu buông tha Trung Quốc thì nhiều khả năng con đập Tam Hiệp sẽ không trụ nổi. Hiện tại thì nó vẫn chưa bị vỡ. Mặc dù tính đến sáng ngày hôm nay, Trung Quốc đã phải trải qua 3 tháng mưa lũ. Bầu trời của Trung Quốc liên tục u ám và xuất hiện những đám mây đen xì, dày đặc. Hàng ngàn tấn nước vẫn tiếp tục đổ xuống 28 tỉnh thành phía Nam như Vũ Hán, Hồ Bắc, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, An Huy, Hồ Nam, Thượng Hải và Chiết Giang, gây ra những trận đại hồng thủy trên gần 500 con sông. Trong đó có 3 con sông lớn nhất của Trung Quốc là sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Mê Công liên tục ra cảnh báo đỏ, tức là cảnh báo cấp độ cao nhất. Đứng trước tình hình nguy hiểm kể trên, chính quyền của Trung Quốc liên tục phát đi thông báo khẩn cấp để cho người dân di chuyển đến nhiều nơi trú ẩn. Một số người dân giàu có ở phía Trung Quốc đã bay xa nước ngoài như để hưởng thụ, với những người không có điều kiện hoặc không có tiền thì cầu bơ, cầu bất, phải sống tạm bợ chờ những đợt phát quà từ thiện miễn phí từ Hội Chữ Thập Đỏ và một số tổ chức từ thiện hảo tâm từ nước ngoài. Số còn lại không chịu được cảnh cơ cực đã vượt biên trái phép sang một số nước láng giềng xung quanh Trung Quốc như Triều Tiên, Lào, Myanmar, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, với Trung Quốc đi đâu cũng bị ghét bỏ, cho nên lực lượng chức năng của các nước trên khi thấy người Trung Quốc xuất hiện đều ra tay khám xét, bắt giữ và ngay lập tức đã bị trục xuất ra khỏi các nước kể trên để quay trở lại phía Trung Quốc. Hiện trong lãnh thổ của Việt Nam, chúng ta vẫn còn có một số ít ỏi người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép và hiện đang tung tăng tại một số thành phố, tỉnh thành. Nhưng hiện lực lượng chức năng của phía chính phủ Việt Nam đang tích cực rà soát những người Trung Quốc không có giấy tờ hợp pháp để mau chóng trục xuất về nước, đem lại bình yên cho người dân cũng như là an ninh khu vực. Thưa quý vị, đây không phải là các nước không ra tay cứu giúp người Trung Quốc trong lúc thiên tai đang tàn phá nặng nề, mà bởi vì dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan mạnh tại Trung Quốc, cho nên các nước mới cấm cửa đường biên giới đối với Trung Quốc. Hàng ngàn nhà cửa của người dân bị cuốn trôi và phá hủy đất đai, người dân sống trong cảnh lầm than khổ cực. Thế nhưng người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, được cho là vẫn tác động cho quân đội của Bắc Kinh phóng 19 quả tên lửa, đồng thời bắn rất nhiều đạn thật, ngư lôi vào vùng biển quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam để thị uy sức mạnh, múa võ dương oai. Theo tình báo của Mỹ cho biết, vào đêm ngày hôm qua, lực lượng hải quân của Bắc Kinh đã điều 3 con tàu chiến, trong đó có tàu sân bay Sơn Đông, mang theo rất nhiều tên lửa dẫn đường với 3 trinh sát, máy bay ném bom tiến ra quần đảo Phú Lâm, sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ tập trận bắn đạn thật. Mỹ cho rằng hành động trên của phía Trung Quốc là không thể dung tha và chấp nhận được bởi vì nó đang gây ra sự mất an ninh an toàn ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời đe dọa trực tiếp đến vùng biển của các nước trong khu vực. Ngay lập tức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng như là Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích gay gắt phía Trung Quốc. Họ nói rằng khuyên ông Tập Cận Bình nên tập trung cho công cuộc phòng chống lũ lụt tại nước nhà, đồng thời lo cho người dân trước. Ông Tập đừng có đem quân ra ngoài biển Đông để gây hấn với các nước trong khu vực. Điều đó làm cho cộng đồng của thế giới vô cùng tức giận. Người dân của Trung Quốc thì mất lòng tin vào người lãnh đạo cao nhất. Họ cho rằng bây giờ chính phủ của Bắc Kinh chỉ biết tới Biển Đông và biết tới việc đi xâm chiếm lãnh thổ các nước trong khu vực, chứ họ không quan tâm đến việc mưa bão, lũ lụt, sóng thần, lũ quét, động đất, sấm chớp, đùng đùng, đoàn đoàn ở khu vực đập Tam Hiệp và sông Dương Tử, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân Trung Hoa đại lục. Họ nói rằng họ không tin những người lãnh đạo của Trung Quốc nữa, vì vậy họ đã di tản đi khắp mọi nơi, thậm chí sang cả Lào, Campuchia và cả Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào lúc 19 giờ tối ngày hôm qua, trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc đã phát đi một bản tin về dự báo thời tiết. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết do mưa to kéo dài trong suốt gần 2 tháng vừa qua đã làm cho lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử và đập Tam Hiệp chảy về hạ nguồn, đã gây ra đợt lũ đỉnh điểm thứ 3 trên sông này, gây áp lực trực tiếp lên con đập Tam Hiệp và khiến cho hơn 20 triệu dân của Trung Quốc phải di dời vì lũ lụt, dùi dập sông Dương Tử ở Trung Quốc.
Nhiều con sông khác tại nước này có mực nước vượt mức báo động đỏ từ 2 đến 3 mét. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện mưa to đến rất to trong 1-2 ngày tới vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực, trong đó có tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Thượng Hải cũng là một nơi mà mưa to sẽ xuất hiện trong một vài ngày tới. Đề nghị tất cả các cơ quan ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác. Theo cơ quan cứu trợ cứu nạn của Trung Quốc cho biết, đợt lũ thứ 3 trên sông Dương Tử đang tràn về và con đập Tam Hiệp đang oằn mình để chịu trận. Và nếu như mưa lũ không chấm dứt ở Trung Quốc trong 1-2 tuần nữa thì nhiều khả năng con đập này sẽ bị vỡ. Và khi nó vỡ, nó sẽ khiến cho toàn bộ đất nước của Trung Quốc bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, khi đó bản đồ trên thế giới sẽ không còn xuất hiện cái tên Trung Quốc nữa. Và đây chính là một điều rất đen tối cho chính quyền ông Tập Cận Bình ở năm 2022. Đây cũng chính là những lời dự ngôn và tiên đoán của các nhà tiên tri, đặc biệt là lời tiên đoán của nhà tiên tri Vanga khi bà nói rằng Trung Quốc sẽ bị dịch bệnh và thiên tai hoành hành vào năm 2022. Và những lời tiên đoán cũng như những lời dự ngôn được cho là đang ứng nghiệm trực tiếp đối với cả Trung Quốc, và nó hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam, một trong những tờ báo cũng rất uy tín của Trung Quốc, vào chiều ngày hôm qua đã cho biết đợt lũ thứ 3 ở thượng nguồn sông Dương Tử đã tràn về đập Tam Hiệp, mực nước lưu lượng lũ đổ về tăng cao đã khiến siêu đập thế giới của Trung Quốc tiếp tục oằn mình gánh chịu áp lực lớn nhất trong lịch sử. Theo tờ báo của Trung Quốc cho biết, vào lúc 14 giờ chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương, lượng nước mà hồ đổ về con đập Tam Hiệp đã đạt tới 60.000 mét khối trên giây. Đây là một trong những lưu lượng nước nhiều nhất trong lịch sử. Dự báo đến cuối ngày hôm nay, lưu lượng nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ đạt 65.000 mét khối trên giây, sẽ đạt đỉnh lũ cực đại trên sông Dương Tử. Và năm nay, những cơn mưa xối xả từ cuối tháng 9 cho đến tháng 10 này đã gây ra ngập lụt nghiêm trọng ở rất nhiều tỉnh thành phố của phía Trung Quốc. Vào sáng ngày hôm nay, chính quyền tỉnh An Huy đã nâng mức cảnh báo lũ lên cấp cao nhất. Lượng mưa ở một số khu vực trên địa bàn này có thể lên tới 560mm. Lũ lụt đã khiến cho rất nhiều người chết và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà của người dân đã bị cuốn trôi và rất nhiều ô tô, xe máy, nồi cơm điện, tivi, tủ lạnh cũng bị lũ cuốn, trôi linh láng ở ngoài đường. Đường phố, cầu cống của Trung Quốc bây giờ biến thành sông, thành ngòi. Đến ngôi nhà cao 10 tầng bây giờ chỉ còn một tầng trên cùng là không bị ngập. Người dân của Trung Quốc đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, nhưng chính quyền của ông Tập không lo cho người dân, ông vẫn đem quân lính của Bắc Kinh đi ra xâm chiếm ngoài Biển Đông. Đây chính là mục tiêu và âm mưu của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc khi họ vẫn đang thực hiện được những ý đồ của mình. Vì thế, họ vẫn tiến hành gây áp lực đối với tất cả các nước trong khu vực, trong đó có khối ASEAN và Việt Nam. Giới chức lãnh đạo Trung Quốc là những kẻ sống không có tình người, đã bị hầu hết nhân dân Trung Quốc cũng như cộng đồng của thế giới lên tiếng phản đối, chỉ trích gay gắt. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập bất chấp tất cả, thậm chí bất chấp cả luật pháp của quốc tế, vẫn gây ra xung đột căng thẳng ở ngoài Biển Đông, khiến cho nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Anh, Pháp, Đức rất phẫn nộ, và Mỹ đã điều tàu chiến ra ngoài Biển Đông để ngăn chặn sự bành trướng của phía Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình vẫn không chịu buông tha. Thưa quý vị, tờ Hoàn Cầu Thời báo sáng ngày hôm nay đã đưa tin Trung Quốc cảnh báo tình hình gay go và con đập Tam Hiệp chuẩn bị hứng thêm lũ. Tờ báo cho biết dự báo mưa lớn kéo dài trong 3 ngày ở khu vực thượng nguồn sông Dương Tử, lượng nước lũ đổ về đập Tam Hiệp tăng dần theo từng giây từng phút. Hãng tin Bloomberg vào ngày hôm qua cũng đưa tin Trung Quốc cảnh báo rằng tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất vẫn chưa đến, trong bối cảnh một đợt lũ thứ 3 vừa hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Tình hình kiểm soát phòng chống lũ đang gay go và đỉnh lũ mới đang xuất hiện. Đây là theo một đài truyền hình trung ương của địa phương cho biết như vậy. Cơ quan chức năng đã quyết định cho con đập Tam Hiệp sẵn sàng trữ nước để chuẩn bị đón thêm lũ, đồng thời dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở khu vực phía Nam trong 3 ngày tới. Miền Nam của Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lũ nghiêm trọng sau khi mực nước tại nhiều con sông và hồ đạt mức cao kỷ lục nhất trong lịch sử. Hơn 20 triệu người phải di rời trong những ngày tháng vừa qua và rất nhiều ngôi làng đã bị xóa sổ, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ nhân dân tệ. Dự kiến con đập Tam Hiệp sẽ hứng chịu lưu lượng nước khoảng hơn 60.000 mét khối trên giây. Đây là một lưu lượng nước khá cao chưa từng thấy. Đã có rất nhiều tờ báo quốc tế nói rằng con đập Tam Hiệp bị vỡ, nhưng các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã đính chính rằng hiện con đập Tam Hiệp chưa bị vỡ, nhưng khả năng nó sẽ không trụ vững được nếu như mưa lũ vẫn còn kéo dài trong một vài ngày tới.
Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, rất nhiều trang mạng đưa tin về lũ lụt tại Trung Quốc và nhiều bạn đọc nói rằng tin đó là không chính xác và không chính thống. Nhiều ý kiến hoài nghi về mưa to, gió lớn, động đất, sạt lở, lũ quét, bão tố, phong ba đã chấm dứt tại Trung Quốc. Nhưng hôm qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trong một bản tin dự báo thời tiết đã đính chính rằng hiện mưa to vẫn chưa chấm dứt tại Trung Quốc. Những trận mưa to, gió lớn tiếp tục hoành hành, đỉnh lũ vẫn chưa xuất hiện, thậm chí họ còn dự kiến rằng vào giữa tháng 10, đỉnh lũ mới đạt đỉnh và khi đó con đập Tam Hiệp mới ổn định với số phận của nó. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc mà nói như vậy thì chúng ta không còn nghi ngờ gì cả. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Các diễn biến liên quan đến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Để không bỏ lỡ những thông tin, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.